Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 12 2019. Hôm nay gần ngày Noel rồi, các vị còn đi học là giỏi quá ha. Đáng lẽ là ở nhà nghỉ. Thứ nhất là trời lạnh, thứ hai là không ai nhắc nhở. Tôi nghĩ rằng là trong tương lai thì chúng ta chỉ cần in một cái tờ flyer ngoài tờ lịch thôi. Các vị cứ theo dõi tình yêu, đừng có gửi email nhắc nhở làm chi, để thử cái lớp học mình ha, duy trì tới cuối cùng được mấy người cho biết. Nhìn thấy chúng đi học làm sao, anh nói tại con mới đi làm từ thiện về, con không nhắc cho nên là con quên. Với mình, thưa đại chúng, rằng là học hai người ba người gì không quan trọng, tại vì mình đã từng dạy ở Quan Âm mấy năm, chỉ có tự nhiên có ba học trò thôi nghe, ba hay bốn gì đó, có những buổi mấy thầy đi cúng thì còn ngồi lại lèo xèo hai bà già thôi, thế nhưng mà học cũng được mấy năm đầy kiên nhẫn á, cho nên mình không có bận tâm gì về cái chuyện lớp học ngồi đầy không đầy. Đó là điều thứ nhất, xin các vị yên tâm và nghĩ rằng cái điều này nên làm. In cái tờ giấy để đó, rồi những người họ cảm thấy cái nhu cầu thích học thì học thôi, chứ đừng email, đừng nhắc nhở ai hết. Thử cái lớp học của mình nó phát triển ra làm sao, người ta phát triển càng ngày càng lên đó, thì họ mừng, mà thầy phát triển càng ngày càng ít thì thầy càng mừng, chứ thầy không có bận tâm gì đâu. Đó là điều thứ nhất xin nhắc là chúng. Điều thứ hai, thưa các vị, rằng là mình có những buổi dạy đã đăng rất là lý thú. Thú lại rằng là bên đó mình chịu trách nhiệm về môn lịch sử Phật giáo, nhất là giai đoạn Phật giáo cận đại, nó liên hệ đến xã hội, liên hệ đến những biến cố chính trị 54 cho tới 75 cho tới cận đại, tức là rất là nhiều vấn đề. Và xã hội với tôn giáo nó quyện lại là một, chứ không thể tách rời được. Muốn nói đến đạo Phật một cách tỏ tường, công trình hành đạo của các bậc thầy, mình phải nói đến cái giai đoạn lịch sử Phật giáo cận đại và của xã hội thôi. Và nó đã đi ngang qua dòng lịch sử, mất hết từ 75 về đây là mất gần 50 năm rồi. Mình có một cái chiều dài như vậy để nhìn lại vấn đề. Điều thứ hai là qua gần 50 năm rồi, tâm thức người ta nó cũng lắng dịu những cái thù hận, những cái bất mãn, những cái thiên kiến đối với xã hội Việt Nam. Và cái điều nó cho phép mình thăm dò vô, nó gần gần với sự thật, đó là mình ở nước ngoài, mình đọc được nhiều luồng thông tin ngay. Do vậy cho nên, thưa các vị, mình đụng đến vấn đề lịch sử Phật giáo Việt Nam mình rất là sợ. Quá khứ thì do vì cái nguồn tài liệu nó nghèo nàn, cho nên dạy qua quýt cũng được. Thế thì cận đại, các vị biết rằng là sau 75 tới giờ, nơi đất nước Hoa Kỳ, về hồi ký thôi của các tướng lãnh như ông Đôn cũng có nè, rồi dường như là nhiều hồi ký người ta viết, ông Thiệu cũng có cuốn nè, và Đỗ Mậu có cuốn nè, cuốn dày vậy nè, Việt Nam khói lửa quê hương tôi. Và gần đây thì những cái cuốn nó mang cái tính gần gần lịch sử, ví dụ như Đêm giữa ban ngày của ai, Đêm giữa ban ngày của một người miền Bắc, bố là người thân cận với Hồ Chí Minh nha. Ông viết về cái giai đoạn lịch sử xa ở trước 75 trên nửa miền đất nước phương Bắc, rất là nhiều cái vấn đề nó bị ẩn khuất do vì cái cơ chế xã hội chủ nghĩa, người ta giấu kín hết những vấn đề. Rồi gần đây nữa thì có một cái cuốn là Đèn Cù của Trần Đỉnh, nếu các vị có thăm dò các vị cũng biết nha. Đó là mình nói về cái mảng lịch sử chính đó. Đã có rất nhiều vấn đề nhìn về cái lịch sử Việt Nam trước 75, nửa miền đất nước phương Bắc.
nửa miền đất nước phương Nam thì các vị biết rằng nó rất là giàu. Thế cho nên mình muốn cho cái môn lịch sử của mình giai đoạn Phật giáo cận đại nó đầy đủ những cái nó tạm đủ có một cái nhìn gần gần với sự trung thực, chứ không thể trung thực được. Bắt buộc mình phải đọc rất là nhiều nguồn sử liệu, do vậy cho nên mình rất là biến cái chuyện đó. Đọc ba cái thứ đó nó làm cho cái đầu của mình nó cũng mệt lắm, cho nên mình né, nghỉ luôn nửa năm nay không có dạy lịch sử Phật giáo ở Đại Đăng đó. Rồi mình kể chuyện dân dài để câu giờ thôi. Rồi thưa các vị, thế rồi một lần trong những khóa tu lên trên siêu tòa gặp một bà cụ của một nhóm tăng thân, bà cứ năn nỉ. Bà nói thưa thầy rằng là con nghe lịch sử Phật giáo thầy dạy bỏ trên website cũng rất là mê thầy, và con cứ trông chờ từng ngày thầy làm những cái CD dạy về lịch sử Phật giáo để con theo dõi, mà con trông hoài sao mấy năm nay nó không có cái CD nào mới hết. Cái mình cười cười mình nói thật ra thì những cái buổi dạy của mình nó đụng chạm đến cơ chế chánh quyền, thứ hai nữa nó cũng đụng chạm đến cái sinh hoạt nhà làm tự viện, cho nên Phật giáo cái thời hưng thịnh thời Lý thời Trần thì mình còn bỏ lên đó, nhưng mà từ thời Lê về sau mình đâu đó làm đâu, mình nhốt vào trong máy mình có khoảng chừng cả 100 bài lịch sử mình đâu đó đưa lên. Cái bà cứ năn nỉ, cứ mỗi một buổi dạy xong bà cứ về bà cứ bảo rằng là thầy cố gắng nha, thầy làm lịch sử cho con để con nghe, con rất thích. Rồi nhóm ở bên miền Đông Hoa Kỳ họ cũng năn nỉ, xin thầy cố gắng thầy làm dùm lịch sử, tụi con rất thích học. Thế là thưa các vị, mình cũng tưởng rằng là cái bộ môn đó nó có thể đáp ứng được một số người trẻ ở Việt Nam, họ có cái cơ hội nghe đầy lý thú nhé. Thế là các vị hình dung rằng mình qua bên Úc á, có đứa nhỏ nó xuất gia, nó trẻ, dường như nó là, mình nghĩ chắc nó là con của cán bộ của chính quyền hiện tại đó. Nó cũng rất là ham học, mình gợi ý nó là con thử học những cái điều thầy dạy, con dường như có cái điều rất lý thú là con rất thích những cái bộ môn các vị thiền sư liên hệ với lịch sử Việt Nam, và nếu con muốn đi vô lịch sử Việt Nam á, thì con không có cơ hội học thì con nên học lịch sử lại với thầy, thầy dạy thì bỏ trên website á. Đành rằng đó là lịch sử Phật giáo nhưng mà nó liên hệ với xã hội lắm. Thế là thưa các vị, nó nghe không biết được mấy bài, không biết cái đó, nó biên cái thư nói là con không thể vô website con nghe lịch sử được, tại dường như nó không có thích thú đối với con, còn học Phật pháp thôi. Đơn giản nhất một điều đó là các vị thấy rằng nó đã có bản thân của mình dạy lịch sử là mình cũng chắt lọc rất là nhiều cái nguồn thông tin để có thể trình bày một cách nó không có quá là thiên kiến. Thế nhưng mà với những người nghe thì thưa các vị, nó có những cái trái chiều như vậy. Nói một vòng trở lại để thưa nhau rằng là thưa các vị, mình cố gắng mình đọc rất nhiều sách để củng cố môn lịch sử, thế nhưng mà mình vẫn cứ ngần ngừ, mỗi buổi thì dạy Đại Đăng thì mình đều kiếm cái cớ mình trốn quanh không có dạy vào lịch sử Phật giáo cận đại ngay nửa năm rồi. Và cứ mỗi lần đến lớp học thì mình kiếm cái chuyện vẫn vơ, mình nói nó không đụng với cái vấn đề lịch sử. Thế thì cái chuyện vẫn vơ gần đây các vị biết mình khai thác cái chủ đề gì không? Thì các vị, nó có một chủ đề cũng khá là lý thú nha, đó là chủ đề đốn ngộ tiệm tu. Và có những buổi học có Đại Đăng mình cảm thấy là dường như học chúng người ta rất là thích thú, tại vì chừng như cái chủ đề này nó liên hệ đến vấn đề tu tập, còn chủ đề lịch sử thì một số các vị họ có trình độ nhận thức về lịch sử thì họ thích, chứ còn một số thì dường như là các ông bà cụ đều ngồi ngủ lên ngủ xuống cả. Và mình nghĩ đây là một chủ đề rất là hay, cho nên mình khai thác cái chủ đề này. Đáng lẽ hôm nay là học lịch sử nhưng mình nghĩ thôi thì mình học cái chủ đề là đốn ngộ tiệm tu để cho các vị đi vô công trình tu tập thôi. Lâu nay mình cũng gợi ý về điều này nhưng mình không có trình bày một cách rõ ràng.
Các vị nhớ rằng là chúng ta học vô giáo pháp, mình khai triển kinh văn nè, thiền sử nè, thi ca nè, có khi đó là những câu chuyện thế nhưng mà điều lòng cái ý nó là đốn ngộ tiệm tu cả, tức là mở cái con đường để cho các vị thể nghiệm được đạo trước, để xây dựng cái nền tảng hành trì bằng cái thiền tứ niệm xứ. Hay nói cách khác, cái cách chúng ta học và chúng ta đi vô khám phá đó là mình mở cái con đường để các vị thể ngộ được bản tâm, gọi là đốn ngộ nghe. Thế nhưng mà ngộ rồi vẫn chưa xong, do vậy cho nên bắt đầu mình hướng dẫn là từ cái bước đi vô bằng con đường tứ niệm xứ. Rồi nếu các vị để ý thì dường như là mình dạy có lung tung, nhưng mà nó chỉ biết đơn giản quy chiếu là một điều, đó là dùng thiền niệm thân hành đi vô để các vị làm chủ thân hành của các vị, dần dần làm chủ những xúc cảm các vị, chủ tâm thức các vị, quán chiếu được mọi pháp, tức là xây cái nền tảng trên thiền tứ niệm xứ. Thế nhưng mà nếu chỉ dùng thiền tứ niệm xứ đơn thuần á, thì người ta dường như cảm thấy nó không có lý thú, tại vì thấy con đường dường như là cứ cái kiểu dở bước đạp đi tới đi lui hoài, dường như là không có nhiều hứng thú. Cho nên là dùng thiền đốn ngộ khai triển để các vị thể nghiệm được bản tâm bất động vô sinh của các vị trước. Thế rồi mình mới bắt đầu thiết lập cái công phu hành trì là từ thiền tứ niệm xứ đi vô. Nếu mình nhớ không lầm, thưa các vị, dường như là không có một bài pháp nào mình không khai triển cái định hướng, đó là mở tri kiến để cho chúng ta có một cái nhìn thấy được bản chất của ta vốn không phải là thân, không phải là tâm, không phải là buồn vui. Ta đích thực là con người đang quan sát được mọi thứ, có hàm nghĩa rằng là thể nghiệm đó là đốn ngộ nghe. Thế thì con đường hành trì đó là khi các vị nghiệm được điều này rồi, tùy cái niềm đam mê bên trong của các vị bắt đầu tự mình hành trì thôi. Mình có quan niệm đó là không có thiết lập một cái phương pháp hành trì nhất định cho ai hết đấy. Tại sao? Điều thứ nhất, hoàn cảnh chúng ta mỗi người mỗi khác. Có người là cư sĩ, có người là người xuất gia, có người thì nghiệp thức rất dày, có người nghiệp thức rất mỏng, có người thì cái nghiệp sân rất nặng, nhưng mà có người thì sân không có mà chỉ có tham thôi, có người thì tham mà sân không có nhưng mà cái nghiệp ái rất là nặng nề. Thế cho nên tùy vào cái chủng tử nghiệp thức của ta, hay nói cách khác là tùy vào tập khí của ta, tùy vào hoàn cảnh của ta, vị trí của ta, cái điều kiện ta có, ta làm thế nào đốt được cái niềm đam mê trong ta để ta ứng dụng, ta hành trì thôi. Mở con đường để thấy đó là đích đến là chỗ đó đó, thể nghiệm đạo là chỗ đó đó, niết bàn là chỗ này nè, thậm chí là cảnh giới cực lạc cũng chỗ này chứ không có chỗ nào khác, bản lai diện mục cũng chỗ này, niết bàn cũng chỗ này, thể vô sinh cũng chỗ này, liễu ngộ tự tánh cũng chỗ này, chân tâm cũng chỗ này. Và cái đích đến là, thưa các vị, khi mình mở được cái định hướng rồi, tức là thoáng thấy được chủ nhân rồi, biết được cái việc phải làm rồi, cái việc còn lại là tùy vào các vị, có thể niệm Phật để đi vô thiền định cũng được, có thể niệm chú đi vô thiền định cũng được, có thể đi vào con đường hành trì của thiền tứ niệm xứ như các sư năm truyền. Cái điều hay nơi đây là khi ta thấy được đạo, hiểu rõ được cái đường mình đi sẽ tới chỗ đó, và thấu ngộ được cái điều này, nó tương hợp với kinh văn, với lời dạy của chư tổ, với lời dạy của thập phương chư hiền thánh, thì ta có niềm tin rất là vững chắc. Và khi có niềm tin vững chắc rồi thì cái bước đường đi của mình đó, thì tùy vào cái lực của mình đi, tùy vào cái nỗi chán tử sinh của mình hoặc là chán phiền não của mình lên đường, thì thưa các vị có quyền chọn cho mình một pháp hành trì thích hợp. Cho nên cái cách của mình dạy, nếu nói một cách rất ư là nghiêm túc, đó là dành cho một số người đủ căn cơ nghe. Bạn đang nói thì thưa các vị, dường như nghe ai nghe cũng dễ cả, nhưng mà cái thành phần căn cơ đi vô tu thì không đơn giản ạ. À, tại vì họ phải có sự thông minh nhất định, đại không phải mình khoe đó nghe, mà mình nghiệm lại, mình nhìn lại mình đó.
Điều thứ nhất, căn cơ nhất định. Điều thứ hai, niềm đam mê nhất định. Điều thứ ba, năng lực trí tuệ đủ giàu có để nhận diện được điều này. Bằng không thì thưa các vị cảm thấy rằng mình dạy rất là lung tung. Không biết ông dạy niệm Phật, hay ông dạy thiền, hay ông dạy tụng chú, ông dạy thiền Vipassana hay là ông dạy thiền đốn ngộ, không rành lắm. Người ta hỏi vậy, học thầy Phước Tịnh là ông dạy thiền gì vậy? Các vị trả lời sao đúng? Không có dạy thiền gì hết. Dường như ông nói khơi khơi vậy thôi. Dường như ông nói không trúng trật gì cả. Nếu nói thiền tánh không thì mình cũng không dính. Thiền đốn ngộ của sư ông Trúc Lâm mình cũng không dính. Thiền sư ông Làng Mai mình cũng không dính dáng chi. Thiền của truyền thống Vipassana thì mình cũng không dính dáng chi. Từ cái tinh thần kinh văn mình khai triển để mở cho các vị cái thấy, để các vị tự mình chọn con đường, một con đường dễ đi nhất là con đường của thiền tứ niệm xứ nha. Đó là điều thứ nhất mình giải thích, cái pháp môn mình trình bày hay là cái cách mình hướng dẫn nó đi vô cái tổng quát là như vậy. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, giải thích thêm điều này cho nó tỏ tường. Thưa các vị, mình dạy rất nhiều nơi, hướng dẫn rất nhiều đạo tràng, người ta đều phàn nàn một điều duy nhất thôi, nói rằng là thầy nói chuyện tu dễ nhân bánh thế, nhưng mà con tu rồi con thấy đâu có dễ gì đâu, rất là khó khăn. Tại sao vậy? Thưa đại chúng, ngộ là một việc nhé, nhưng mà sống được với đạo mới là việc quan trọng chứ, có phải ngộ rồi sống được với đạo đâu. Mình nhớ là Ngài Lai Quả, Ngài có một ví dụ rất là hay mình dẫn ra đây để cống hiến đại chúng ở trong quyển Lai Quả Thiền Thất Khai Thị Lục á, các vị còn đọc thì nhớ nghe. Người ta cũng đặt câu hỏi như thế đó, ta nói rằng là thầy bảo là chúng con phải tham công án nè, phải đầu tư toàn bộ lực dụng của mình về một chữ không nè, thế nhưng mà con tham hoài mà không khởi nghi tịnh. Ông cụ cũng dạy một câu, nói các ông có biết không, các ông mới làm quen với công trình tu thôi, giống như đứa bé mới sinh thôi. Còn các phiền não của các ông, tập khí các ông thì nó khổng lồ như một cái tên cơ bắp. Nó gặp cái đứa bé mới sinh ra nó làm gì? Nó nắm cổ là chết mất. Tức là cái phiền não của mình thì nuôi rất lâu đời. Còn cái năng lực học Phật của mình, hiểu biết giáo lý của mình thì nó mới vừa sinh ra thôi. Mới hiểu được đạo, mới nhen nhóm một chút lửa trí tuệ thôi. Do vậy cho nên không cách chi đối kháng được với phiền não cả. Thế nhưng mà cứ yên tâm, cứ nuôi nó từng ngày từng ngày. Giống như em bé mình sinh ra, mình cần bao nhiêu lâu để nó lớn vậy? Thưa các vị, mất 15-20 năm nó mới trở thành một chàng thanh niên hoặc một cô gái chứ. Thế rồi nó mất cái công luyện tập như thế nào đó để nó trở thành một anh võ sĩ chứ. Cái tên phiền não thì nó là võ sĩ điền kinh nghe. Cơ bắp nó cuồn cuộn, nó khỏe mạnh vô cùng, nó có thể là cử tạ 200-300 kg được. Còn cái tên đứa bé mới sinh làm sao nó có thể chống được cái tên cơ bắp kia. Thế cho nên thưa các vị, từ truyền thống thiền đạo, một cái ví dụ của Ngài Lai Quả, cho tới nền tảng kinh văn, cho tới thiền thoại, cho tới các bậc thầy chúng ta đều đi theo con đường, nó là ngộ thì cứ ngộ, nhưng mà không trình tu là tiệm tu ngay. Nên nhớ, có thể chợt ngộ, nhưng mà công trình quân tu này đòi hỏi bao nhiêu năm? Tùy vào nỗ lực, tùy vào cái chủng nhân ta đã gieo trồng nhiều đời nữa nghe. Nếu các vị đã từng gieo trồng vài trăm đời mới có cơ may trong một đời các vị ngộ ra được đạo, nhưng mà các vị có khi phải ngộ tới 5-10 lần mới triền ngộ. Ngay lục tổ 10 năm là bậc tái lai đó, ngộ 3 lần nó thành tổ. Ngộ xong rồi, tức là thấy được ánh sáng đạo rồi, mất 16 năm ẩn cư trong đám thợ săn, chịu muôn vàng cay đắng, cho tới cuối cùng rồi mới xuất đầu lộ diện, rồi phải quỳ trước các bậc luật sư, thọ giới làm tỳ kheo tăng mới mở đạo tràng giảng kinh thuyết pháp được. Thế thì các vị thấy rằng là tu 1.000 kiếp tái lai mới có cơ may triền ngộ.
Do vậy thưa các vị, điểm lại điều này để thấy rằng là nếu chúng ta có nhân duyên học Phật Pháp một đời này, nếu chúng ta công phu vẫn còn non kém thì không có nghĩa lý gì đâu nghe. Đừng nghĩ rằng mình thấy được ánh sáng chánh pháp là xong, thưa không. Người xưa thông tuệ hơn ta, trong cái điều kiện hoàn cảnh nó thuận lợi hơn, không có quá nhiều lo lắng, không có những trò chơi xâm nhiễu tâm thức, không có một cái lượng thông tin nó tập kết đời sống mình, nó dắt dẫn mình đi vào nhiều nẻo tối. Thế mà họ còn đầu tư vài mươi năm, mười mấy năm mới có thể sáng được tâm, mới có thể là rũ sạch được phiền não, mới có thể tuyên bố một câu là sinh đã tận, phàm anh đã thành, việc đáng làm đã làm. Cho nên nên nhớ rằng là ngàn thánh, chứ phải một vài vị nghe, đều ngộ đạo trước rồi bắt đầu tìm tu sau mới thành đạt được cái con đường an lạc. Đây là yếu tố thứ nhất, xin nhớ. Đừng nghĩ rằng chuyện tu là chuyện trò đùa. Người xưa nói câu rằng là nếu ta chỉ nói thuần thiền đốn ngộ thì có sân chùa cao 3 mét không ai vô được đâu nghe. Các vị thấy rằng là mình dạy sâu nước miếng á, đem hết cái tấm lòng của mình, công sức của mình để hướng dẫn, có khi mình chêm vô nó là thi ca thơ phú, nào câu chuyện trên trời dưới biển, làm cho nó nhẹ đi, làm cho nó có một cái sắc thái mời gọi. Thế nhưng mà không thông báo rồi lại ngồi trong thiền đường này chưa tới 1/4, thì các vị hình dung rằng là nó là như vậy nghe. Trong tương lai sẽ không thông báo bằng email, xin nhớ nghe. Còn cắt hết email, không thông báo ai hết. Không có nhất thiết phải mời ai tới học đâu nghe. Không ai học, thầy đóng cửa chùa thì tu, thầy không có quan tâm gì về cái chuyện là truyền đạt chánh pháp đâu con. Đủ rồi, đủ rồi, hãy nhớ nghe. Chiều nay thưa các vị, và chiều mình dở ra mình đọc thiền sư Việt Nam, mình thấy ồ, thôi được, kiếm chuyện khác nói. Mới soạn cái chủ đề là đốn ngộ tìm tu này, đi vô tối nay mình ngồi mình nhìn thấy ồ, quá ra hay thiệt. Mới mò vô cái chủ đề đốn ngộ tìm tu dạy thiền chính tông thì đạo tràng đã rơi rụng hết thế này, ôi hay quá. Đây là điều thứ nhất xin gợi ý để đại chúng lưu ý nha. Chúng ta là một trẻ nít mới sinh còn rất ốm yếu, năng lực tu các vị đòi hỏi các vị phải nuôi từng ngày. Đó là điều thứ nhất giải thích về cái chữ đốn ngộ tìm tu. Điều thứ hai, mình nói về cái quy luật tất nhiên nha của vật lý và tâm lý. Đầu tiên là của vật lý. Thưa đại chúng, là cái từ đột biến đó, nó nghe thì ghê gớm nhưng mà dường như chưa có cái chi gọi là đột biến đâu nghe. Tế bào đột biến, bệnh ung thư di căn đột biến vân vân. Thấy thì tưởng chừng như trong một ngày một đêm là nó phát triển từ cái bệnh bình thường nó trở thành là ghê gớm. Nhưng mà thưa các vị, cái bệnh nó ủ mầm trong cơ thể các vị rất là lâu, rồi đột nhiên là nó bùng vỡ, cho nên ta gọi đột biến. Nhưng mà không có cái chi giữa trần đời thì đột biến cả. Quy luật vật lý là như vậy, anh phải bước từng bước một anh đi trên con đường, anh mới tới ngàn vạn dặm xa nghe. Ngay cái chuyện thưa các vị là cái khám phá con người đạt đến cái chiều kích rất ư là tuyệt vời, đó là họ có thể là đưa phi thuyền vượt quỹ đạo vào hành tinh xa xôi. Nhưng mà thưa các vị, dù vận tốc nó bao nhiêu nghìn mai trong một giây đồng hồ, nó cũng bắt đầu từ điểm này tới điểm kia thôi. Không có chi gọi là nó nhảy vọt, nó không theo cái tiến trình thời gian hoặc chậm hoặc nhanh đó, chưa hề có nghe. Cho nên cái gọi là đột biến á, thưa các vị, dường như trong cái quy luật vật lý chưa bao giờ có gì đột biến cả. Một trái chuối nó chát như vậy, thế rồi nó ngọt, mình tưởng nó đột biến sao? Không, nó có quá trình
chuyển biến của nó. Trái xoài rất chua chuyển biến thành ngọt, mình tưởng đột biến cũng không luôn. Rồi nước từ thể lỏng tới thể hơi, thưa các vị, đó không phải là đột biến đâu nghe. Từ cái dạng nước lỏng bình thường nó bốc hơi, nó trở thành thể hơi, nó bay vào bầu trời mênh mông cho tới cạn nước. Thưa các vị, đòi hỏi là nước lạnh là ta đun dần dần tới đúng một cái nhiệt độ 100 độ, nó bắt đầu nó bừng lên, nó bốc hơi chứ. Có gì đột biến đâu. Chiếc xe chạy, chiếc phi cơ bay, cái dây bỉ bò, cái con người lớn lên, loài sinh vật nó trưởng thành, thưa các vị, dường như không có chi đột biến cả. Từ con ve sầu, thưa các vị, vào một ngày mùa mưa nào đó, nó bám vào vỏ cây rồi nó nứt vỏ ra, nó chắp cánh nó bay. Các vị biết rằng con ve sầu kia nó là ấu trùng nằm dưới đất bao nhiêu năm không? Thưa, rất lâu nghe, nó chuyển qua rất nhiều giai đoạn, chứ có phải là nó đột biến từ con ve sầu nó đã hình thành sẵn rồi nó leo lên rồi trời mưa nó nở vỏ ra rồi nó bay. Thưa các vị, không có chuyện đó bao giờ. Cho nên quy luật vật lý là cái tiến trình, đó là điều tất nhiên, không hề có cái gì gọi là đột biến cả. Dù là bệnh ung thư, con người đó 3 tháng trước đẹp như vậy, khỏe như vậy, tự nhiên hôm nay đổ bệnh ra, tự nhiên đi té gãy cái chân mất tiêu, người ta khám nói rằng là bị ung thư xương, tưởng chừng như là đột biến, thưa khóc. Cái quá trình tiệm tiến, có điều cái mức độ tiệm tiến của nó chậm và nhanh thôi, chứ còn ta không thể nói cái gì tự nhiên cái từ cái thể này nó chuyển qua thể này, chưa bao giờ có nè. Các vị quy chiếu lại con đường tu, không có cái đột biến nè. Một con người tu thành tựu đức hạnh không phải là một ngày một bữa đâu nghe. Năng lực trí tuệ phát triển không phải là một ngày một bữa. Nếu các vị sinh ra tự nhiên có trí tuệ liền, thưa các vị, đó là do vì quá khứ nhiều kiếp các vị đã từng tu. Một cái anh nhà giàu tự nhiên nó làm đâu trúng đấy, mình tưởng rằng là anh may mắn, không. Nếu đời này anh làm như chơi nhưng mà có tiền là do vì trong quá khứ anh từng bố thí, anh từng cúng dường, tâm rất lành, anh đã từng gieo phước nghiệp rất lớn, cho nên kiếp này anh thẫn thờ chơi thôi nhưng mà tiền vô anh rất dễ. Một cái tên nó học phất phơ thôi nhưng mà nó đọc vô là nó nhớ. Mình đừng tưởng là trời sinh nó như vậy nghe. Thưa các vị, nó đều có cái quá khứ, cái sự thông tuệ nó đi theo nó trong nhiều kiếp, cho nên kiếp này nó sinh ra cái sự thông tuệ nó, dù nó không học bao nhiêu. Đây là quy luật vật lý ạ. Thứ hai, quy luật tâm lý. Thưa các vị, là cái sự chuyển biến này nó cũng đi theo cái quy trình nhất định, là nó không có đột biến đâu nghe. Những nhà khoa học, thưa các vị, có khi họ lầm lì trong cái phòng thí nghiệm mất nhiều năm lắm, có những vấn đề gieo vào đầu của họ, có khi mất nhiều tháng năm họ mới phát giác được một điều đó chứ. Đơn giản nhất, thưa các vị, có những con người thiên tài như Mozart chẳng hạn, Beethoven chẳng hạn, sinh ra là họ tự nhiên là họ có thể là sáng tác những ban nhạc tuyệt vời, lưu danh là thiên cổ, cho tới vượt ngang thời gian không gian, nhưng mà những bản nhạc của họ mỗi lần đánh lên thì đánh động cả lòng người, làm cho đất trời cũng rung rinh. Nhưng mà thưa các vị, nó vẫn theo quy luật nhất định, là dù rằng họ là thiên tài âm nhạc, thế nhưng không phải là họ không học để trở thành thiên tài âm nhạc nhé. Tại vì trong lĩnh vực âm nhạc nó có những cái quy luật nhất định của nó. Nếu họ không đi vô học những bước căn bản ban đầu thì dù có thiên tài âm nhạc, nghe người ta có thể đàn được, nhưng mà thưa các vị, nó vẫn không đúng nhịp điệu, không đúng tiết tấu, không có tạo thành một văn bản nhạc hay là một cái khuôn nhạc nhất định để có thể có giá trị lưu lại cho đời, và nó rộng đến vượt thời gian không gian. Dù là thiên tài mấy là thiên tài, thế nhưng cái quy luật của nó là phải được làm thành từ cái nền tảng rất là căn bản. Một con người, các vị biết rằng tái sinh 14 kiếp như Ngài Đạt La Lạt Ma, các vị nghĩ rằng là trong quá khứ ông đã từng là bậc đạo hạnh,
học thông Tam Tạng Thánh Điển, đã từng tọa thiền, đã từng điều lý một quốc gia, điều lý luôn cả một tôn giáo, nó là Phật giáo ở nước đất nước Tây Tạng. Thế là tái sinh lại không học à? Học chết bỏ nghe, học chết bỏ. Thế cho nên nên nhớ rằng là cái điều này, thưa các vị, đành rằng cái lĩnh vực tâm lý nó bao hàm luôn là ý chí nè, nguyện lực nè, là tài năng nè, là đức hạnh, thưa các vị, đều phải qua quá trình học lại, tôi luyện lại. Chứ chưa có một con người nào tái sinh mà không bắt đầu lại từ con số 0 đi lên ngay. Đây là quy luật tâm lý. Hai điều này các vị nhìn này, các vị chiêm nghiệm đời sống, các vị nhận ra ngay. Điều thứ ba, thưa các vị, rằng là cái quy luật tất nhiên của vật lý và tâm lý nữa là đời sống nó là quá trình. Nếu đời sống vật lý nó là quá trình để biến đổi, để làm trưởng thành, rồi nó đưa đến cái sự suy hoại, thì đời sống của tâm lý nó cũng là quá trình luôn biến đổi, luôn thay đổi. Hai cái điều này nó có sự khác biệt. Là vật lý thì nó đi đến cái sự suy hoại, nhưng mà tâm lý thì nó đi đến sự trưởng thành nha. Khác biệt ở đây đó là thế này, nó liên hệ đến nhiều điều, mình giải thích một điều để các vị nhận diện. Thưa các vị, cái mức độ trưởng thành tâm lý nó tùy vào cái sự đam mê học tập và nâng cấp đời sống, đạo hạnh, trí tuệ, sự hiểu biết và tâm thức các vị càng ngày càng mở, thì nó đi đến cái chiều kích trưởng thành. Người ta đánh giá một con người là không phải trưởng thành ở chiều dọc, mà trưởng thành chiều đứng và chiều sâu nghe. Đây là cái chiều dọc của vật lý. Thế là trưởng thành ở cái chiều kích tâm lý đó là trưởng thành chiều đứng vậy và chiều sâu nữa. Nó hàm cái gì? Ví dụ dễ hiểu là thế này. Mình sinh ra là một em bé, năng lực trí tuệ của mình nó chưa phát triển, sự hiểu biết của mình, trình độ văn hóa của mình nó ở một cái mức độ em bé thôi. Thế nhưng mà theo với cái tiến trình trưởng thành của đời sống vật lý á, các vị phải lớn ở chiều cao, sâu ở chiều đứng. Lớn ở chiều cao là chi? Trình độ tri thức, sự hiểu biết của các vị nó trưởng thành từng ngày đối với cái năng lực các vị cọ sát với xã hội, tiếp xúc với văn hóa. Chiều sâu là chi? Thưa các vị đào tạo cho mình có khả năng tư duy là một, có chiều sâu đạo đức là hai, và có chiều hướng tâm linh là ba nha. Cho nên hai điều này nó phải đi theo với cái mức độ trưởng thành tâm lý. Hai người ta vạch một cái đường thế này, đó là càng ngày càng lớn ở chiều sâu, càng cao chiều rộng. Đây là cái bước tiến nhất định của quy luật tất nhiên của đời sống một tâm, đời sống tâm lý. Trường hợp thứ hai, nếu đời sống ta nó chỉ trưởng thành về đời sống vật lý và cái phần này nó không trưởng thành, thì ta gọi là gì? Gọi là một thằng bé to xác, một thằng bé tuổi già, chứ người ta không thể gọi là ông, là con người nghe. Tại vì hắn lớn gần đó. Thế nhưng mà tâm thức hắn thì tâm thức của đứa bé, do vậy cho nên ta gọi là thằng bé to xác. Tuy nhiên vấn đề này nó chồng lên trong đây rất là nhiều vấn đề. Nếu người ta trưởng thành mà nó không có đủ cái mức độ chiều sâu á, thế thì thưa các vị, cái trưởng thành đó nó chỉ ở cái phần biểu hiện trên bề mặt, người ta nhận diện đó là có học hàm, có học vị, có tri thức, có danh, có địa vị. Thế nhưng mà chiều sâu này đó là cái nhân cách của người ta, đạo đức của người ta, đời sống tâm linh của người ta, thì nó không đạt đến chiều sâu. Cho nên thưa các vị, nó được phần nửa thôi nghe. Cái chiều kích này, chiều kích do tu tập nè. Bớt tham, bớt sân, bớt si nè. Lòng vị tha càng ngày càng lớn nè. Đạt đến cái mức độ là chiều kích tâm linh càng ngày càng sâu sắc hơn. Người ta nhận diện rằng đời sống rất vô thường, sinh diệt đến đi, dĩ nhiên là một quy luật, nó không có từ bỏ một ai. Do vậy cho nên đỡ lỡ mang một kiếp sống có một hình hài rồi thì thưa các vị, không lý do gì người ta ném đời sống người ta đi vào cái chuyện là sống ở đầu này, chết ở đầu kia,
bằng lòng với một đời sống thả trôi bồng bềnh, cho nên ta trưởng thành chiều cao. Đó là giữa xã hội loài người, người ta càng ngày càng có lương tâm, càng có trách nhiệm, càng thấy mình liên hệ với người. Chiều sau này đó là ta rèn luyện tâm thức người ta có được cái nhân cách, đó là tùy vào cái mức độ tôn giáo mà các vị thừa hưởng. Các vị có thể đến với đạo Chúa thì các vị trở thành người càng ngày càng bác ái hơn, niềm tin Chúa các vị càng ngày sâu hơn. Nếu đến với đạo Phật thì các vị cảm thấy rằng là ta cần phải nuôi dưỡng tâm từ, ta cần phải nuôi dưỡng năng lực trí tuệ, ta cần phải đi vào con đường tu tập khám phá để biết rằng ta từ đâu tới, chết ta đi về đâu. Do vậy cho nên thưa các vị, cái định nghĩa về đời sống tâm lý này ta phải trưởng thành hai mặt. Mà nếu nói đến trưởng thành thì nói đến cái gì? Nói đến quy luật tất nhiên của sự vận hành, chứ không có chuyện đột biến nha, không những bất ngờ. Cái từ gọi là đốn ngộ thưa các vị, nó hàm nghĩa rằng là đầu tiên mình thể nghiệm được đạo, thấy được ánh sáng chánh pháp, mơ ước con đường đi tu tập, hoặc là các vị quy y Phật cũng gọi là ngộ được đạo nha. Thế là các vị đọc kinh, các vị sáng bừng được cái lẽ sắc không, thấu được vô thường, cũng gọi là đốn ngộ nha. Nếu ngược dòng kinh văn thì người xưa đốn ngộ không? Thưa đại chúng rằng một pháp hội Đức Thế Tôn dạy 10.000 thính chúng đều tỏ ngộ được thân là vô thường nghe. Thế nhưng mà tỏ ngộ thân là vô thường, thấy ngũ uẩn vốn là không rồi thì bắt đầu làm chi? Ta nghe cái từ là 10.000 thính chúng đắc được quả Tu Đà Hoàn, phải không? Tu Đà Hoàn nó lại chia làm hai nghe, tức là Tu Đà Hoàn hướng, thứ hai là Tu Đà Hoàn quả nghe. Cái này thưa các vị, mới bắt đầu con đường thấy được đạo, mở sáng được con mắt pháp, nhận ra thân vốn là vô thường, ngũ uẩn vốn không, rồi thưa các vị bắt đầu đi vô con đường mới có thể đi vào dòng thánh của Như Lai được. Thế cho nên ngay quá khứ từ cái nền tảng kinh văn, đành là người ta không dùng cái từ là đốn ngộ tiệm tu, nhưng mà đã có cái phần này rồi nghe. Đó là dẫn một chút nền tảng kinh văn A Hàm. Thế thì các vị thấy trong nền tảng kinh văn đại thừa không thiếu điều này nghe. Ví dụ như hôm trước mình có gợi ý ra đây rồi, các vị biết rằng trên con đường Bồ Tát đạo của Kinh Hoa Nghiêm đó, Thiện Tài Đồng Tử đầu tiên, ông đã đủ phước đức, tức là phước đức đã dày nghe, do quá khứ cúng dường thờ phụng chư Phật, do quá khứ bố thí, do quá khứ làm bao nhiêu việc thiện, cho nên ngay một kiếp hiện tại đó là được gọi là đồng tử thiện tài, phước đức đủ đầy, sinh ra trong gia đình giàu có và không từ nan một việc lành nào không làm ấy. Vậy thế là thưa các vị, bắt đầu đi tham vấn thì gặp ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát trước, thể nghiệm được đạo, rồi sau đó Văn Thù dạy là đi về phương nam tham vấn qua 110 thành, tham vấn 53 vị thiện tri thức. Thưa các vị rằng là có những vị thiện tri thức dạy cho ông là ta đắc được môn tâm muội, đó là làm cho lậu hoặc phiền não được sạch. Ngươi nếu ngươi muốn phát tâm tu đi theo con đường của ta thì ngươi hãy leo lên cái đỉnh núi này rồi nhảy xuống cái vùng Quả Diêm Sơn kia, tức là cái núi đó thì đau thương nó cấm chậm chậm nhỉ, leo lên đó rồi mới nhảy xuống để hiến thân cho cái núi lửa kia. Và thưa các vị, Thiện Tài phải nghe lời đầu tiên thì ông rất là thắc mắc, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, ta đã ngàn vạn kiếp tu mới có được hình hài, tự nhiên không biết cái vị này thiện tri thức hay là ma vương đây suối ta đi vào con đường này để hủy diệt thân, coi chừng đây không phải là con đường chánh pháp. Thưa các vị, thế nhưng mà phước ông rất lớn, do vậy cho nên chư thiên khắp cõi gầm trời này bảo rằng là này Thiện Tài, đừng bao giờ khởi nghi ngờ đó là một vị đại thiện tri thức, ông có biết không? Đó là ngài Thắng Nhiệt Trưởng Lão Bà La Môn á. Thưa các vị, thế rồi Thiện Tài mới khởi tâm tin tưởng tột cùng, mới đi lên cái núi đao, nhào xuống biển lửa. Thưa các vị, vừa rời khỏi
cái miệng núi lao mình vào đống lửa thì lừa liền chứng được tam muội, liền chứng được tam muội. Tất nhiên là cái nội hàm của nó dạy cho chúng ta biết rằng là muốn thể nghiệm được sắc với không á, không có đơn giản. Tức là các vị thể nghiệm được hình hài năng quẩn này vốn là không thật có, vốn là vô thường, vốn là sinh diệt. Nó không đơn giản là mình nói cái miệng lẻo lẻo như thế này rồi thể nghiệm được là thân vô thường nó khác. Các vị còn chưa có khả năng liều chết liều sống đối với công trình là phụng sự cống hiến, thì thưa các vị ngay cái củ cải các vị nó vẫn nặng như là cái cùm, chứ còn không thể nói là thân này là của bỏ đâu. Không thể liều thân mạng liều chết, mà chưa liều mạng được thì chưa thể nghiệm được lý sắc không nha. Sau đó thì các vị trải một đoạn dài tham vấn đến 53 vị thiện tri thức, cuối cùng gặp lại ngài Văn Thù Sư Lợi so đảnh thọ ký. Thiền tông thì bảo rằng là đầu tiên mở được con mắt pháp thấy được đạo, sau đó trên con đường quy luật tất nhiên đó là phải đi tham vấn. Cho đến trong thiền tông cũng vậy nghe, Triệu Châu 80 tuổi rồi còn đi tham vấn các vị thiền thiền sư để học đạo, học với từng vị. Thế thì mình lượt qua ngang qua một vài nét để các vị thấy rằng là từ nền tảng A-hàm cho tới Kinh Văn Đại Thừa, cho tới các vị thiền tổ, cho tới các vị tái lai học được đạo, thưa các vị đều đi theo cái tiến trình là dù có đốn ngộ nhưng mà phải tìm tu từng bước một, chưa ai dám lơ là đối với công phu tu tập cả. Đó là đi ngang qua đây là quy luật tất nhiên nha, quy luật tất nhiên. Thế rồi cái điều thứ ba, ở Đại Đăng thưa đại chúng rằng mình khai thác mấy cái điều cũng rất là lý thú nha. Có điều mình đối phó thôi chứ mình không có soạn thành một cái dàn bài như thế này. Mình chỉ ghi ba nét đại cương thôi, và dường như đó là những buổi học cũng rất là hay vậy. Điều thứ hai, mình phân biệt cho các vị nhìn ra một điều là Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền. Mình cũng không có biết cái gì nhiều đâu mà làm bộ nói cho nó quay mà. Như Lai Thiền cũng đâu đọc được mấy chút đâu, Tổ Sư Thiền thì cũng biết bẩm bẻm thôi. Làm bộ ghi mấy nét để cho đại chúng nghiên cứu nha. Đây là những gợi ý thôi. Thế các vị, cái điều dễ hiểu đầu tiên, Như Lai Thiền là căn cứ trên cái nền tảng kinh văn. Có thể nền tảng kinh văn đó là Kinh Văn A Hàm. Thứ hai, có thể Kinh Văn Đại Thừa nghe. Cái văn học Phật giáo Đại Thừa về thiền tập, thưa các vị, rất là mênh mông. Kinh nào cũng có thiền tập cả. Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, Kinh Viên Giác, Kinh Kim Cang, Kinh Lăng Già, Kinh Lăng Nghiêm. Và ngay Lăng Nghiêm thôi các vị thấy là Lăng Nghiêm Đại Định rồi. Kim Cang thì cũng có, thưa các vị, là Kim Cang Đại Định. Ngay Thần Chú Đại Bi thôi thì cũng có Đại Bi Mật Chú. Và thưa các vị, tóm lại là thế này, truyền thống kinh văn của Phật rất là giàu về các công phu thiền định. Ngay Viên Giác người ta chia ra là thiền, là định, là để cái Samatha, Tamma Bát Đề, là gì nữa, chỉ quán nghe thiền. Ngay Viên Giác chia ra chỉ nè, quán nè, thiền, đạt ba nét. Ở đây ai đã đọc Kinh Viên Giác, ai học Kinh Viên Giác đọc thôi. Thưa các vị, có một điều đặc thù Kinh Viên Giác, đó là vị Bồ Tát đầu tiên đó là ngài Văn Thù Sư Lợi. Ngài khai thác là Như Quyển Tam A Đề. Tam A Đề là chi? Samadhi đó là quán nghe. Samadhi, Samatha, Samadhi, Tamma Bát Đề, ba cái đó không biết cái nào chỉ, cái nào quán, cái nào thiền mình không nhớ, tại vì từ ngữ nó lung tung thôi, cứ để dành nó đi. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều mình đang nói đó là cái đặc thù của một đoạn trong Kinh Viên Giác mình dẫn ra đây.
các vị Bồ Tát mới dạy nói rằng là ta sở dĩ đạt được viên giác tánh là do vì ta quán mọi pháp là như quyển, quán thân là như quyển nè, quán ngoại cảnh như quyển nè, rồi quán ý nghĩ là như quyển nè, và tất cả những cái đối tượng bị quán đều như quyển cả, và ngay cái đang quán cũng là như quyển luôn. Mình giải thích nó dễ hiểu hơn trong kinh văn, tức là đây là chủ thể quán nè, đây là đối tượng, phải không? Đối tượng bị quán, đối tượng nó gồm có sắc nè, thinh hương vị xúc nè, có thân nè, có thọ, có tâm, có pháp nè, tức là những cái gì anh nhìn thấy được đều là đối tượng bị anh nhận diện, bị anh quán chiếu, nó đều như quyển, đều không thật, đều như trăng lên nước, đều như là hình vẽ trong hư không, đều như hoa đớm như hư không, đều giống như là ánh nắng nó quá chói chang cho nên nó làm như sóng nước trước đường xe ta chạy vậy đó, tức là nó rất là quyển quá, nó không thật. Thì tất cả điều đó, thưa các vị, dùng năng lực tâm để quán chiếu thấy nó là không thật, cho tới con người, cho tới chúng sinh, cho tới vạn loại hữu tịch, nó đều không thật cả, do nghiệp thức sinh ra cả. Đây là đối tượng bị quán, nó nhiều tầng nghe, từ vật chất hữu hình cho tới vô hình, cho tới những khái niệm bên trong của các vị đều là đối tượng bị quán, nó vốn là như quyển cả. Thế là cái chủ thể quán này, chủ thể quán này, cái dùng để quán chiếu đó, nó cũng như quyển luôn. Và thưa các vị, loại trừ cái chủ thể quán là như quyển, cái chủ thể quán cũng như quyển nữa, thế thì còn lại cái chi? Còn lại một trạng thái rỗng lặng tịch nhiên, vô niệm mà tràn đầy ánh sáng nhận biết, cái đó được gọi là cái phi quyển bất quyển, tức là cái năng lực ấy nó vượt ngoài chủ thể, vượt ngoài đối tượng, nhưng mà nó là thể niết bàn, nó là thể viên giác. Còn lại cái thể ấy rỗng lặng tịch nhiên, không có dùng ý niệm suy nghĩ, không có dùng tâm thức để duyên thới duyên theo gì cả, thì nó gọi là cái phi quyển đó. Đó chính thực là tâm viên giác. Và viên giác tâm đó là cái thể Như Lai bất động có mười phương qua đời chư Phật, các vị Bồ Tát tu để chứng cái thể viên giác và cái con đường quán như quyển này, để đạt đến cái chỗ chỗ là cái phi quyển còn lại. Thưa các vị đọc trong đoạn kinh này, các vị sẽ am tường cái đoạn này, mình không có thuộc lòng cái kinh văn của cái đoạn này dẫn, nhưng cái ý của nó là như vậy nghe. Cái chủ thể thì như quyển, cái đối tượng như quyển, và cái phi quyển thì nó còn lại. Cái phi quyển đó là thể viên giác. Và mình dẫn một vòng vậy để các vị thấy là trong tất cả văn học của Phật giáo Đại Thừa đều có cái công phu thiền định cả nghe, đều dắt dẫn ta đi vô để chứng nghiệm được thể pháp thân. Và từ những tinh thần kinh văn như vậy, ta hỏi nhau rằng là nếu ta không may mắn, không gặp thiền sư, không có ai khai ngộ, nương vào kinh văn tu có thành đạt được sự nghiệp giải thoát không? Tôi không biết hiện tại thì sao, nhưng mà theo mình thì thưa các vị, cận đại thế hệ trước mình, các bậc thầy của mình thì gồm có những vị như là Cụ Trúc Lâm, từ tinh thần kinh văn và ngộ đạo trở thành thiền sư nghe. Trước ông già Trúc Lâm, có người nữa là Ngài Minh Thiền nghe. Minh Thiền, các vị biết cụ này không? Có hai cuốn sách mà năm xưa mình đi dạy Phật tổ, mình lục được cuốn, đó là Vô Niệm Viên Thông. Trên kia thầy Điện Thanh thầy in lại. Các vị nhớ tìm cái cuốn Vô Niệm Viên Thông nghe. Con gái của ông đó là cô Quyền Sơn, cô dịch cái bộ Hoàng Đế Nội Kinh đó, bây giờ đang in thành một văn bản lớn rồi đó. Ông cụ này, thưa các vị, ngộ đạo, thấy trở thành một vị thiền sư cũng khá là kỳ vĩ. Tại ông giảng cái bộ Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp rất hay. Và cái cuốn sách tinh yếu ông là cái cuốn Vô Niệm Viên Thông. Mình trở lại cái chuyện mình đang nói, thưa các vị, các bậc thầy chúng ta từ cái nền tảng kinh văn mà ngộ được đạo, trở thành những bậc thầy kỳ vĩ đó, không phải không có nghe. Theo mình biết đó, là ông cụ Trúc Lâm là một nè, ông già Minh Thiền này là hai nè, và còn nhiều nữa. Thôi kể hai ông thôi, kể chi nhiều.
Trong quá khứ, thưa các vị thời Luân Tổ Huệ Năng, các vị có biết có một con người rất là kỳ vĩ, ngộ đạo trước khi đến với Tổ Huệ Năng được để được ấn chứng nha, là ai? Quyền Giác viết cái văn bản chứng đạo ca, thưa các vị, đó là một văn bản tuyệt vời nhất. Nó tổng kết rất là nhiều cái nội hàm từ kinh văn Đại Thừa là một, và đầy trợ giác của vị thiền sư là hai. Ông già đó ngộ được từ kinh Nhi Ma Cật và trở thành vị thiền sư trước khi đảnh lễ ngài Lục Tổ Huệ Năng để được ấn chứng. Thế thì các vị thấy rằng là Như Lai Thiền này nó có một cái chiều dài, nó có một cái bề dày, nó có sự thành công nhất định. Và ngài Thiên Thai Trí Khải cũng từ nền tảng kinh văn này trở thành vị tổ khai triển thông thiên thai. Thưa các vị, dọc cái chiều dài của lịch sử Phật giáo Trung Hoa, rất nhiều vị thiền sư không ở trong cái dòng thiền đỗ ngộ, thế nhưng mà các ngài đều là những bậc thầy kỳ vĩ cả. Đây là mình giải thích một chút về cái dòng chảy Như Lai Thiền, cái sự thành công của những vị thiền sư không có cơ duyên gặp các vị thiền sư là ngộ đạo của dòng thiền đỗ ngộ khai triển. Thế nhưng mà các ngài một mình đột nhập thẳng vào thánh giáo Như Lai, trở thành những con người đạo hạnh, làm cho cái dòng chảy đạo Phật còn chảy tới hôm nay. Và chúng ta chiêm nghiệm điều này để thấy rằng là đừng tự hào rằng là chỉ có dòng thiền đốn ngộ mới làm được việc, thưa không. Phật giáo tồn tại tới hôm nay không phải đơn thuần chỉ có các vị thiền sư nha, còn có các vị trong truyền thống giáo tông, tức là các vị học Phật pháp tới nơi tới chốn. Ngay Phật giáo Việt Nam bây giờ cũng vậy. Đừng tưởng rằng trong dòng tu cung cụ Trúc Lâm mới có những bậc tài nghe. Đừng tưởng rằng xuất gia trong dòng chảy của ông cụ Làng Mai mới có những vị thiền sư khóc, có những con người họ không dính chi những cái dòng tu như vậy cả, thế nhưng mà họ rất giỏi. Những con người học thông giáo điển Như Lai, thưa các vị, trở thành bậc đức hạnh, trở thành bậc kỳ tài, trở thành những con người làm cho Phật pháp hưng thịnh. Cho nên khi các vị quan sát điều này, chiêm nghiệm điều này, thì các vị sẽ nhận ra một điều rằng là, thưa các vị, không có gì đáng tự hào khi ta ở trong một dòng tu được gọi là thiền sư nọ, thiền sư kia cả. Bằng không thì chúng ta, thưa các vị, tu chưa được 37-21 ngày mà ta đầy cái bản ngã của mình ở trong cái dòng tu nọ, dòng tu kia. Đây là cái điều sai lầm nghe. Điều này hãy nhớ. Đó là mình giải thích một chút về Như Lai Thiền. Cái sự thành công của dòng thiền Như Lai nó đã làm thành cái dòng chảy đạo Phật cuồn cuộn như thế này. Thế là cái dòng tổ sư thiền này, thưa các vị, đầu tiên cái dòng tổ sư thiền này đặt nền tảng trên cái quyển gì vậy? Ai cũng biết rằng là ngài Bồ Đề Đạt Ma được tôn vinh là vị tổ của dòng thiền tổ sư này nhé. Thế nhưng ngay ban đầu lập cước của dòng thiền tổ sư này đặt trên cái nền tảng của kinh Lăng Già. Ngài Bồ Đề Đạt Ma, thưa các vị, truyền cho Huệ cả, ngoài cái chuyện ấn chứng này, ngài còn giao cho 4 quyển kinh Lăng Già, bảo rằng đây là 4 cuốn kinh có thể ấn chứng được tâm. Cho nên đã có những vị thiền sư sau đó cả 100 năm hay là hơn gì đó giảng giải kinh Lăng Già, được gọi là Lăng Già Tâm Ấn. Thế thì cái nền tảng của tổ sư thiền, cái tuyên ngôn của họ là giáo ngoại biệt truyền, phải không? Bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Nhưng mà chưa rời Như Lai Thiền đúng không? Chưa rời Như Lai Thiền, đó là giai đoạn đầu. Và thưa các vị, cái giai đoạn này được một cái cuốn sử liệu rất là nghiêm túc, không có pha cái mùi thần quyền bí hiểm của các vị sư của truyền thống. Ngài Huệ Năng là gì? Là tôn vinh thầy mình. Đó là một cái cuốn gọi là Lăng Già Sư Tư Ký. Cuốn này sẽ diễn người ta, những nhà nghiên cứu lịch sử về thiền tông, họ lấy nó làm chuẩn mực, rọi ánh sáng vô cái dòng thiền của ngài Lục Tổ Huệ Năng.
do vì nó rất gần với cái thời của ngài Bồ Đề Đạt Ma. Điều thứ hai đó là ngoài luồng, nó không phải do những người môn đồ của cái dòng tu tổ sư thiền này viết, do vậy cho nên cái tính trung thực nó khá cao, họ không có quá một bề là tôn vinh vị giáo chủ. Cái điều này tự nhiên ta nghe các vị hình dung rằng là nếu ta là đệ tử của dòng thiền Trúc Lâm thì ta nói chi thì nói, nhưng mà ta tôn vinh thầy ta là cái chắc, thế là ta là đệ tử của sư ông Làng Mai, ta nói trăng nói cuội chi, nhưng mà ta vẫn đánh bóng thầy ta là cái chắc, thế là ta lỡ làm đệ tử thầy Phước Tịnh cũng vậy thôi, khen nước tiếng ai mà đụng tới thầy ta là ta đau mình, chứ có phải là đơn giản đâu, ta phải cãi cho ra lẽ. Đây là nguyên tắc nghe, do vậy cho nên người ta lấy cái cuốn Lăng Già Sư Tư Ký này làm chuẩn mực để viết về cái dòng thiền này. Và khi họ viết về thì nói đây là Lăng Già Tông, tổ sư thiền trước khi được gọi là tổ sư thiền gọi là Tông Lăng Già nghe. Và cái sự chuyển biến của nó là thế này. Thưa các vị, Lăng Già là một văn bản kinh nó nặng về tri thức, tức là cái tính, cái sự phân tích về tâm, về tính của nó trùng trùng điệp điệp rất là nhiều ngôn ngữ. Hay nói cách khác là nó nặng về cái tư tưởng Ấn Độ. Do vậy cho nên sau đó qua tới thời Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, nó chuyển từ Lăng Già Tông, nó trở thành là Kim Cang Tông nha. Tức là đời sơ tổ, qua tới tổ thứ năm Hoằng Nhẫn. Ngài lập cước, tức là ngài lấy cái cuốn kinh Kim Cang làm nền tảng trong công trình truyền đạo, chứ ngài không có dùng cái cuốn kinh Lăng Già như là tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền cho đệ nhị tổ, đệ tam tổ, đệ tứ tổ. Thưa các vị, ngay tam tổ tăng sáng thôi thì cái chất Lăng Già nó đã nhạt nhòa rồi nghe, nhưng mà cái sự chuyển hướng từ Lăng Già đến kinh Kim Cang dường như ta chưa nhận ra, tại vì các ngài đó không có mở đạo tràng dạy chúng, do vậy ta không có nhận ra. Ngay ngày đời ngày Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì cái chuyện này xảy ra. Các vị đọc Pháp Bảo Đàn, các vị thấy rằng là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mời quan cung phụng tới vẽ cái hình Lăng Già biến tướng lên vách chùa. Cái câu này rất là quan trọng nhé. Thế rồi Sử Soạn Giả thì lại gặp cái bài kệ thần tú Lăng Già biến tướng, là thưa các vị là người ta miêu tả về cái chuyện Đức Thế Tôn giảng kinh Lăng Già ở trên cái núi Lăng Già. Lăng Già là đảo Tích Lan bây giờ đó nghe. Thưa các vị, khi Sử Soạn vẽ bức tranh Lăng Già, tức là bức tranh Đức Phật giảng kinh Lăng Già, thì thấy trên vách đã có bài kệ của Ngài Thần Tú và bài kệ Ngài Huệ Năng. Thế là Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nói không cần, đã có sẵn rồi, đã có bài kệ rồi. Hình ảnh nó rất ư là hình thức, chữ nghĩa đã là hình thức, nhưng mà hy vọng rằng nó còn tồn tại, trong khi hình thức thì nó nhạt nhòa. Cho nên chúng ta không nên để cho đạo lý nó càng ngày càng xa với nguồn, nó càng ngày đi vào hình thức, cho nên không cần vẽ Lăng Già biến tướng. Thế thì các vị thấy rằng là ngay thời Hoằng Nhẫn dấu vết của Lăng Già Tông vẫn còn. Thế nhưng mà ngài Hoằng Nhẫn thì ngài dạy kinh gì? Kim Cang nghe. Lục Tổ Huệ Năng ngộ đạo từ kinh Kim Cang. Sau đó các vị biết rằng là tới thời ngài Thần Hội thì tất cả tinh hoa Lục Tổ Huệ Năng nó được gom vô một quyển thôi, là quyển gì? Từ đó thưa các vị, từ Pháp Bảo Đàn Kinh nó làm nền tảng cho năm tông bảy phái, làm nền tảng cho cả dòng thiền trải từ thời Đường qua tới thời Tống mãi về cho tới Nguyên Minh về sau. Do vậy cho nên thưa các vị, nó hình thành năm tông, rồi nó hình thành thiền công án, thiền thoại đầu, thiền mặt chiếu, vân vân. Từ cái nền tảng chuyển biến kinh Lăng Già trở thành là chuyển biến của kinh Kim Cang. Thế rồi ta đặt câu hỏi là tại sao tổ sư thiền tới giai đoạn này chuyển từ Lăng Già Tông thành kinh Kim Cang? Điều thứ nhất thưa các vị, văn học Kim Cang Bát Nhã nó là tinh yếu của 600 cuốn Bát Nhã của ngài Đường Nguyên Trác ngài dịch. Điều thứ hai, cái nền tảng văn học Bát Nhã nó rất gần với cái tư tưởng của Lão Trang á. Điều thứ ba thưa các vị, rằng cái tính bác học, cái phân tích chia sẻ tâm thức nó không có quá nặng nề nhiêu khê phức tạp như kinh Lăng Già, nó rất là gần với cái nền văn hóa của Trung Hoa.
Điều thứ ba nữa là cái con người của Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Ngài rất là giản dị, rất là chất phác. Một khi Ngài ngộ đạo từ Quyển Kinh Kim Cang, những cái điều Ngài giảng dạy trong đó có cái phẩm Bát Nhã, thưa các vị, đều lấy từ Kinh Kim Cang ra, cho nên nó trở thành cái nền tảng cho cái văn học Phật giáo thời Đường về sau, trở thành cái nền tảng để các vị tổ xây dựng các tổ siêu thiền trên nền tảng của Kinh Kim Cang là như vậy. Do vậy, cái câu giáo ngoại biệt truyền trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, thưa các vị, câu đó nó không phải là sinh ra từ thời của Ngài Bồ Đề Đạt Ma đâu nha, mà nếu người ta nghiệm ra thì nó sinh ra từ cái thời của Tổ Huệ Năng trải dài về sau. Điều thứ nữa, thưa đại chúng, rằng là vào cái thời của Lục Tổ Huệ Năng hành đạo, cái công trình của Ngài phát triển cái dòng thiền Đông Độ này, thời đó chưa gọi là tổ siêu thiền mà gọi là thiền Đông Độ thôi nha, thưa đại chúng, rằng là nó chỉ dõn nhãn trong một cái vùng Thiều Châu, cho tới đời thứ hai đó, Nam Nhạc, Hoài Nhượng, Thanh Nguyên, Hành Tư mới mang cái dòng thiền này về cái vùng Giang Tây và Hồ Nam, hai tỉnh là hai tỉnh chính yếu của dòng thiền á. Các vị nhớ là Quảng Châu, Thiều Châu nó nằm ở phía đông Trung Hoa, miền Trung Trung Hoa. Giang Tây Hồ Nam thì nó nằm miền Trung Trung Hoa nhưng mà nằm phía Tây nghe. Thưa đại chúng, rằng là tới ngày Lam Nhạc, Hoài Nhượng, Thanh Nguyên, Hành Tư thì cái công trình thiền tập nó bắt đầu nó được lan rộng, nhưng mà vẫn chưa lan rộng lớn. Cái địa vị Lục Tổ Huệ Năng vẫn chưa về với Ngài Lục Tổ. Công Ngài Thần Hội, tức là đệ tử đời thứ hai của Ngài Huệ Năng, mới ngược dòng về phương Bắc đến Kinh Đô Lạc Dương và Trường An. Ngài mới thiết lập một cái đạo tràng, bắt đầu có một cuộc pháp chiến lại với môn đồ của Thần Tú, và Ngài tranh giành cái chức vụ là Lục Tổ Huệ Năng về cho Lục Tổ, chứ còn đương thời Lục Tổ thì vẫn không được ghi trong thiền sử rằng đây là vị tổ thứ sáu. Cái công mà giành được cái chức vị tổ thứ sáu đó của Ngài Thần Hội á. Thế rồi miền Bắc, Thần Hội mở đạo tràng ở chùa Hà Trạch, phổ biến cái dòng tổ sư thiền này. Miền Nam, Thanh Nguyên, Hành Tư và Nam Nhạc, Hoài Nhượng bắt đầu mở rộng đạo tràng, vẫn chưa đủ lớn rộng, cho tới ngày Nam Nhạc, Hoài Nhượng, Ngài sinh ra một con người kỳ tài, đó là Mã Tổ Đạo Nhất. Thưa các vị, trong đời Ngài Mã Tổ Đạo Nhất là bậc thiền tăng lỗi lạc, có lẽ ông là tái lai của vị nào đó. Cho nên ngay một đời Ngài đã độ được 84 vị thiện tri thức chứng đạo, cho nên làm này cái sự rực rỡ của dòng thiền tổ sư thiền này. Xin thưa đại chúng, rằng là ngộ đạo nó chỉ là một bước đầu, có khi ngộ đạo 50 lần mà chưa có triệt ngộ đâu nghe. Triệt ngộ thì gọi là chứng đạo, mà các vị hình dung rằng là một mình Ngài Mã Tổ Đạo Nhất có thể làm được cái công trình này là giúp cho 84 vị thiện tri thức đi vô cửa đạo, chứng nghiệm được đạo, triệt ngộ được đạo. Thế thì nó làm thành một cái giai đoạn lịch sử rực rỡ nhất của thiền tổ sư là như vậy. Và điều thứ tư liên hệ với điều này, thưa các vị, ngay khởi kỳ thủy, tức là ngay ban đầu của dòng thiền tổ sư này, mình vừa nói nó là sự chuyển biến từ kinh văn đến cái giai đoạn của Ngài Lục Tổ Huệ Năng về sau, thì từ cái nền tảng kinh văn nó mới chuyển thành một cái dòng văn học thuần chất của Trung Hoa. Cái nét văn hóa Ấn Độ càng ngày càng nhạt nhòa đi, mà nó trộn vào đó là cái nét hành trì và cái đời sống sinh hoạt mang cái đặc tính rất văn hóa của Trung Hoa, nó trở thành là cái món ăn đặc sản của người Trung Hoa, cho nên nó rất ư là hợp khẩu vị. Đây là điều thứ nhất ta nên nhận diện nghe. Điều thứ hai, cái sinh hoạt già lam của Lục Tổ Huệ Năng về sau nó rất ư là gần gũi đời sống của người nông dân. Chư Tăng phải làm ruộng, phải dỡ đất, phải trồng trà, phải cấy lúa, phải cất chùa, phải đốn củi vân vân. Nó rời cái tự viện của Tháp Ngà học kinh văn, đi vào đời sống xã hội bình thường. Đến đổi rằng là vào thời của Ngài Bách Trượng, Ngài có một câu châm ngôn, nó làm chuẩn mực cho Già Lam là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực là như vậy. Thế là thưa các vị, nó chuyển biến từ cái nền văn học
đậm cái nét Ấn Độ, trở thành cái nền văn học rất là Trung Hoa, chuyển biến từ đời sống cách biệt của tăng già trở thành đời sống rất là nông vụ của một thiền tăng. Cho nên nó trở thành một cái trào lưu thiền tổ sư rất là đậm nét trong giai đoạn này. Thế nhưng vào giai đoạn này, tổ sư thiền vẫn chưa có cái dòng thiền tham công án và thời đầu đâu nghe. Mãi tới thời Tống về sau, nó mới hình thành một cái dòng tu gọi là tham công án và thời đầu. Do vậy, thưa các vị, hiểu biết một chút lịch sử để các vị thấy là dòng Như Lai thiền, tổ sư thiền nó có một cái nguồn gốc rất là sâu xa. Tóm lại, mình nói hai điều này để quy kết một điều nghe. Như Lai thiền hay tổ sư thiền gì, thưa các vị, đều không rời nền tảng kinh văn của Phật. Gặp thời không có các vị thiền sư dùng kinh văn ấn chứng. Các vị thiền sư như chúng ta biết làm được nhiều công trình kỳ vĩ như ông cụ Lặng Mai. Thầy ổng có phải thiền sư không? Không. Ông cụ Trúc Lâm, thầy ổng có phải thiền sư không? Không. Thế nhưng mà ai cho phép ông dạy thiền nha? Thưa các vị, từ nền tảng kinh văn, cho nên thưa đại chúng rằng là dù cho tổ sư thiền có nói tranh nói cùi thế nào nhưng mà không rời thánh giáo Như Lai. Đây là cái kết luận đầu tiên mình đưa ra. 8:30 rồi. Thôi nghỉ. Chắp tay lại hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, thiện não vô tận nguyện đoàn, pháp vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng nguyện.